Chào mừng các con đến với khóa học tiếng Anh lớp 6 trên trang web olm.vn Trong bài học ngày hôm trước, chúng ta đã nắm được rất nhiều tính từ để miêu tả khu vực sống xung quanh. Các con cùng làm một bài tập để củng cố kiến thức cũ nhé! Chúc mừng các con đã có câu trả lời đúng! Chúng ta cùng bắt đầu bài mới ngay thôi nào! Unit 4 My neighborhood a closer look to grammar phần ngữ pháp của bài này sẽ giúp các con nắm được cấu trúc so sánh hơn của tính từ comparative adjectives trước khi bước vào nội dung chính của bài học cô mời các con quan sát một ví dụ sau đây là ba và bố của bạn ấy. Ba đã so sánh chiều cao của mình và bố như sau. I am shorter than my father. My father is taller than me. Cả hai câu này đều sử dụng cấu trúc so sánh hơn của tính từ. Vậy con đã hình dung được như thế nào là tính từ so sánh hơn chưa? Đúng rồi, chúng ta sẽ sử dụng tính từ so sánh hơn để so sánh giữa đối tượng này với đối tượng kia về một khía cạnh nào đó. Vậy cụ thể chúng ta sẽ sử dụng tính từ so sánh hơn như thế nào? Cô mời các con cùng theo dõi bài học. Nói về tính từ so sánh hơn thì chúng ta cần nhắc lại một khái niệm đã được làm quen ở các lớp dưới, đó là khái niệm âm tiết syllable cô có các tính từ sau. Clean Marrow Convenient Còn hãy xác định số lượng âm tiết có trong mỗi tính từ này nhé. Cô có một gợi ý đó là con hãy đọc to các tính từ này lên và vỗ tay vào mỗi âm tiết. Như vậy sẽ giúp con dễ dàng xác định được số âm tiết của mỗi từ. Rất tốt! Ba tính từ này có lần lượt là một âm tiết, hai âm tiết và ba âm tiết. Tiếp theo cô giới thiệu với các con hai khái niệm mới, đó là tính từ ngắn và tính từ dài. Tính từ ngắn là các tính từ có một âm tiết hoặc là các tính từ có hai âm tiết nhưng kết thúc bằng chữ cái y. Các tính từ dài là các tính từ còn lại, bao gồm tính từ có hai âm tiết nhưng không kết thúc bằng chữ cái y và các tính từ có từ ba âm tiết trở lên. Còn hãy phân biệt các tính từ sau là tính từ ngắn hay là tính từ dài nhé. Rất tốt! Vậy thì việc thành lập tính từ so sánh hơn sẽ phụ thuộc vào việc tính từ đó là ngắn hay dài. Đối với tính từ ngắn có một âm tiết thì để hình thành tính từ so sánh hơn, chúng ta thêm đuôi ER hoặc là đuôi R vào phía sau tính từ. Ví dụ, fast. Thêm đuôi ER chúng ta được faster. Và ta có large, larger. Vì tính từ large đã kết thúc bằng chữ cái y e. Bởi vậy chúng ta chỉ cần thêm đuôi R vào phía sau tính từ. Đối với tính từ có hai âm tiết kết thúc bằng chữ cái Y, thì chúng ta sẽ chuyển chữ cái Y thành I rồi thêm đuôi ER. Ví dụ cô có tính từ noisy, chuyển chữ cái Y thành I và chúng ta thêm đuôi ER. Noisier. Đối với tính từ dài, chúng ta sử dụng more ở trước tính từ, còn bản thân tính từ đó sẽ không có sự biến đổi gì về mặt chính tả. Ví dụ cô có modern, có dạng so sánh hơn là more modern. Expensive, có dạng so sánh hơn là more expensive. Còn hãy vận dụng tương tự với các tính từ sau các con làm rất tốt trên đây là cách biến đổi tính từ so sánh hơn với đa số các tính từ có một số trường hợp bất quy tắc mà con cần ghi nhớ như sau so sánh hơn của tính từ good là better so sánh hơn của tính từ bad là worse và so sánh hơn của tính từ far là father Vậy chúng ta thành lập câu so sánh hoàn chỉnh như thế nào? Cô mời các con quan sát ví dụ sau. Cô có hai quả bóng màu tím và màu xanh. Cô có hai câu so sánh về kích thước của hai quả bóng như sau. The purple ball is bigger than the blue ball. The blue ball is smaller than the purple ball. Còn có nhận xét gì về cấu trúc so sánh hơn của tính từ? chính xác để so sánh giữa hai đối tượng a và b chúng ta sử dụng cấu trúc to be cộng với tính từ so sánh hơn than quay trở lại ví dụ vừa rồi thì trong câu thứ nhất đối tượng a của chúng ta là the purple ball còn đối tượng b là the blue ball còn trong câu thứ hai đối tượng a của chúng ta là The blue ball còn đối tượng b lại là the purple ball cô có thêm một ví dụ nữa đây là hình ảnh một miền quê và thành phố con thấy ở đâu yên bình hơn đúng rồi ở làng quê thì thường là yên bình hơn ở thành phố đúng không nào vậy cô có câu the countryside is more peaceful than the city. Ngược lại, chúng ta thấy thành phố thì ô nhiễm hơn vùng quê đúng không nào? Vậy con hãy đặt câu thể hiện ý nghĩa này nhé. Rất tốt. The city is more polluted than the countryside. Vậy là chúng ta đã học về cấu trúc so sánh hơn của tính từ. Các con hãy chăm chỉ ôn tập bài cũ nhé. bài học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi hẹn gặp lại các con trong những bài học tiếp theo của olm vn